Video này được tài trợ bởi Cambly, ứng dụng giúp bạn học tiếng Anh 1:1 với các giáo viên bản xứ. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Học Tiếng Anh Đường Phố. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để nói về 5 cái thứ mà các bạn nên làm ngay nếu các bạn thực sự muốn thay đổi cái tiếng Anh của bạn trong năm 2019. First thing first, answer for me this question. How bad you want it? Cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà nói về cái gì, cái điều gì mà các bạn sẵn sàng các bạn hy sinh, cái điều gì mà các bạn sẵn sàng các bạn phải đánh đổi để có thể giỏi tiếng Anh năm 2019 này. Cái ý thứ nhất này mình học trong cuốn sách là cuốn sách The Subtle Art of Not Giving a Fuck, tức là bạn sẵn sàng chịu những cái nỗi đau nào để các bạn có thể cải thiện được cái phần tiếng Anh của bạn trong năm 2019. Rất nhiều người muốn giỏi tiếng Anh nhưng các bạn không thực sự các bạn muốn là các bạn không thực sự muốn dành thời gian cho nó, thì điều đấy rất là khó. Thì các bạn hãy nghĩ về câu chuyện là các bạn sẵn sàng, các bạn chịu những nỗi đau nào, các bạn sẵn sàng thức khuya dậy sớm hay không, sẵn sàng bỏ đến những cái ngại ngùng xấu hổ để các bạn có thể cải thiện cái phần tiếng Anh của mình hay không. Thì cái câu hỏi này là câu hỏi mà mình hay đặt ra cho các cái bạn mà các bạn ấy đang kiểu đang đi làm hoặc các bạn đang đi học ấy, các bạn nói rằng các bạn đang rất là bận hay các bạn không có thời gian ấy. Tất cả nó đều chỉ là những cái excuse thôi. Nó là những cái phần mà các bạn nói ra để các bạn biện minh cho cái lý do là các bạn không có thời gian, các bạn bận quá hay không có tiền. Tất cả những điều như vậy. Ví dụ mình đặt ra câu hỏi thôi, ví dụ là các bạn bận quá thì sao? Các bạn xuất thân như kiểu như mình đang ở dưới quê mình ấy, thì sao? Đúng không? Chúng ta xuất thân từ những người họ chỉ biết, tất cả những mọi người trong xã hội chỉ quan tâm một điều đó là các bạn không biết tiếng Anh. Nên năm 2019 này mình hy vọng các bạn sẽ không, nếu mà thực sự muốn thay đổi tiếng Anh các bạn ấy, thế dành nhiều thời gian hơn. Các bạn không thể giỏi nếu các bạn không dành thời gian cho nó được. Hãy nghĩ về tất cả những cái điều như vậy. Number 2, throw yourself in the good English environment. Cái này có nghĩa là các bạn hãy cố gắng làm sao đẩy bản thân vào cái môi trường có điều kiện sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Các bạn hãy nghĩ về những cái người bạn của các bạn ấy, những cái người bạn tốt các bạn có thể sử dụng tiếng Anh cùng nhau. Hoặc là các bạn có thể tham gia những cái câu lạc bộ tiếng Anh, những cái lớp học tiếng Anh chẳng hạn nếu mà gia đình có điều kiện. Có rất là nhiều người nói với mình rằng các bạn đang ở quê và để có thể tìm được cái môi trường có Tây hay là để mà tìm được cái môi trường mà các bạn có cái điều kiện sử dụng tiếng Anh rất là khó. Thì chúng ta phải chấp nhận thôi, như kiểu mình đang ở nhà ấy và mình bắt buộc phải sử dụng Internet để có thể là kết nối được. Các bạn có thể lên Facebook hoặc là YouTube để các bạn có thể kết nối với những người bạn nước ngoài chẳng hạn. Hoặc như mình chẳng hạn, mình có điều kiện mình quen bạn Chris chẳng hạn. Hoặc các bạn lên những cái app hay những cái ứng dụng mà có sẵn để các bạn có thể làm quen với các bạn người nước ngoài. Sau đó thì các bạn có thể là thực hành cái phần tiếng Anh các bạn. Mình nghĩ rằng cái phần này cái dần rất là quan trọng. Để các bạn có thể thực sự thay đổi thì các bạn phải bắt buộc phải, đôi khi nhá, các bạn bắt buộc phải cố gắng là ép bản thân phải sử dụng tiếng Anh. Ví dụ như có một khoảng thời gian khi mình học đại học cũng thế thôi, mình cố gắng mình đi làm cho những cái công ty chẳng hạn và mình phải biết tiếng Anh, mình phải tìm tài liệu tiếng Anh, mình phải sử dụng tiếng Anh để mình làm việc, thì lúc đó thì mình có thể thay đổi tiếng Anh của phần mình. Thì cái tip số 2 là các bạn hãy đẩy bản thân vào một cái môi trường mà các bạn có khả năng, có điều kiện sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Number 3, you have to sit down and write down to your goal. Tức là các bạn sẽ phải ngồi xuống và viết ra cái mục tiêu cụ thể sau năm 2019 này. Thì cái mục tiêu tiếng Anh các bạn, thì hãy tưởng tượng như câu chuyện là cái đích các bạn muốn đến trong năm 2019 này là cái đích như thế nào. Và các bạn hãy nghĩ đến cái tiêu chí, cái tiêu chí đặt mục tiêu ấy, những cái tiêu chí là mục tiêu như kiểu là tiêu chí SMART. Mình sẽ viết ở đây này, chúng ta sẽ có specific tức là về cụ thể này, chúng ta có measurable tức là có thể đo lường được, chúng ta có achievable tức là có thể đạt được, chúng ta có realistic tức là nó phải thực tế, và cái cuối cùng là time. Thì trong cái năm 2019 này thì các bạn đừng viết chỉ viết ra mục tiêu theo kiểu là mình muốn giỏi tiếng Anh hơn, mà làm sao đưa ra mục tiêu nó phải thật cụ thể, nó phải đo lường được, mà nó phải phụ thuộc vào chính cái trình độ tiếng Anh của các bạn hiện tại. Không thể nào từ một cái người không biết gì mà các bạn lại mong muốn các bạn lại có thể là nói tiếng Anh một cách kiểu như là rất là siêu được hay là gì cả. Các bạn đặt mục tiêu nó thật là cụ thể, đơn giản thôi. Ví dụ như kiểu là các bạn có thể là dẫn Tây đi chơi, đi uống bia vào cuối năm 2019 này chẳng hạn. Hoặc là có thể là kết bạn với một bạn Tây nào đó để có thể là trò chuyện như kiểu mình và Chris chẳng hạn. Hãy đặt ra một mục tiêu nó đơn giản thôi. Hoặc là nhiều khi nếu mà các bạn muốn đặt mục tiêu thì nó chỉ đơn giản theo kiểu là các bạn có thể ra ngoài kia và có thể tự tin nói chuyện với các bạn Tây vào trong một khoảng thời gian nào đó. Tất nhiên là vẫn là câu chuyện là sẽ phụ thuộc vào chính cái trình độ tiếng Anh của bạn. Hiện tại là tiếng Anh của bạn như thế nào. Number 4, you need a plan. Thì cũng giống như kiểu là các bạn đã có mục tiêu rồi và bây giờ các bạn sẽ cần một cái bản đồ. Các bạn cần một cái bản đồ để đi đến cái phần mục tiêu, đến cái đích đến đó. Thì các bạn đừng bao giờ quên rằng ấy, để mà từ một cái vị trí này đến một vị trí kia thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái con đường khác nhau. Vậy thì là nó cũng giống hệt như cái việc là các bạn sẽ viết ra những cái việc các bạn cần làm trong khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ là 3 tháng đầu tiên các bạn làm gì, 3 tháng tiếp theo các bạn sẽ cải thiện phần nào. Hoặc là cái phần quan trọng nhất ấy,
mà mình thấy rằng là khi các bạn lên một cái kế hoạch nào đó thì các bạn sẽ phải cần kiểm tra và cái sự tiến bộ của các bạn liên tục. Tức là ví dụ như các bạn đang làm cái này rồi nhưng các bạn không thấy không ổn thì các bạn phải liên tục, các bạn phải kiểu như keep on the track, tức là các bạn sẽ phải rất là tập trung vào cái con đường các bạn đi. Tuy nhiên thì là thỉnh thoảng các bạn vẫn phải kiểm tra cái sự tiến bộ của mình bằng cách các bạn sẽ thực tế ra ngồi nói chuyện với người nước ngoài, hoặc là các bạn trực tiếp trao đổi với những cái bạn có cái trình độ tiếng Anh nhất định ấy, để hỏi xem là cái con đường mình đi nó có tốt hay không. Sau đó các bạn điều chỉnh cái kế hoạch các bạn xem các bạn làm như thế nào. Mình nghĩ rằng cái kiểu ngày xưa mình cũng thế thôi, khi mình đặt ra mục tiêu rằng mình có thể giao tiếp thoải mái tự tin với các bạn Tây ấy, trong khoảng thời gian đó thì cái phần từ vựng của mình đã ok rồi, thì mình đã đưa ra một cái kế hoạch, đó là mình học phát âm như thế nào này, mình cải thiện phát âm trong 6 tháng đầu tiên như thế nào. 6 tháng đó các bạn, phải 6 tháng liền thì mình cải thiện phát âm xem là cái phần đó mình làm như thế nào. Nhiều người người ta cứ nghĩ rằng là cứ phát âm được là sẽ nói được rồi, nhưng không phải nhé, nó còn cả một cái hành trình dài phía trước. Từ cái việc câu chuyện là các bạn, nhất là việc trong việc học tiếng Anh giao tiếp thôi, từ cái câu chuyện các bạn biết tiếng Anh, biết phần phát âm, và từ các bạn nói được từ rồi nói ra câu, xong rồi là mình có thể trao đổi với họ để đưa những cái thông tin mình cần nói chuyện, thì nó câu chuyện hoàn toàn khác. Thì các bạn nên nhớ rằng là hãy đưa ra một cái kế hoạch thật là cụ thể và điều chỉnh nó liên tục trong cái chặng đường các bạn đạt được mục tiêu các bạn. Number 5, just take an action and should do something if you don't know how to start. Tức là các bạn hãy sử dụng cái nguyên tắc làm cái gì đó đi, tức là các bạn đừng chần chừ. Cái con đường ở phía trước nó không phải theo kiểu là các bạn ngồi đây và các bạn vẽ nó một cái là nó ra rõ ràng được ngay đâu, mà các bạn hãy sử dụng cái nguyên tắc đó, các bạn làm cái gì đó đi. Ví dụ các bạn muốn học tiếng Anh giao tiếp thì hãy thử cho mình rằng là các bạn sẽ học phát âm trước chẳng hạn, hoặc các bạn tập nói với người nước ngoài trước chẳng hạn, sau đó thì các bạn hãy sửa dần. Chứ không có một ai đó đưa ra các bạn một cái kế hoạch nó cụ thể sau đó các bạn làm được luôn đâu. Hãy tin mình, nếu mà các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, chưa có ai để có thể dẫn đường chỉ lối cho các bạn như một người mentor, thì các bạn cứ sử dụng nguyên tắc làm cái gì đó đi. Làm cái việc gì mà các bạn nghĩ rằng nó sẽ tốt tiếng Anh cho các bạn thì các bạn hãy thử làm. Thì trên đây chính là cái video của ngày hôm nay, để mình chia sẻ các bạn 5 cái thứ mà mình nghĩ rằng là các bạn nên làm trong năm 2019 để có thể cải thiện cái phần tiếng Anh các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Đằng HNN ngày hôm nay. Video này được tài trợ bởi Cambly. Mình tin rằng đây chính là ứng dụng tốt nhất cho bất kỳ ai muốn học tiếng Anh giao tiếp. Các bạn có thể thử dùng 15 phút miễn phí hoặc 10% giảm giá các gói khóa học của Cambly nhé. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video này. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại.